Bản tin 24 giờ xin cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Xin chúc quý vị có những sức khỏe, gia đình luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, mưa xối xả ở Trung Quốc khiến 25 người thiệt mạng, hơn 2.700 ngôi nhà bị sập, 96.160 hecta hoa màu bị phá hủy. Khi lượng mưa kinh hoàng ở miền Nam Trung Quốc gây ra hàng loạt trận lũ quét và sạt lở đất. Tài CNN trích dẫn báo cáo của các cơ quan chức năng Trung Quốc cho hay mưa xối xả nhiều tuần nay ở miền Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 25 người không qua khỏi, ảnh hưởng đến hàng triệu cư dân, gây thiệt hại kinh tế đến hàng triệu nhân dân tệ. Chỉ riêng tỉnh Hồ Nam đã có 10 người không qua khỏi trong tháng này. 3 người vẫn mất tích, 286.000 người phải sơ tán và tổng cộng là 1,79 triệu cư dân bị ảnh hưởng. Hơn 2.700 ngôi nhà đã bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng, 96.160 hecta hoa màu đã bị phá hủy. Những thiệt hại nặng nề đối với một tỉnh đóng vai trò là trung tâm sản xuất lúa gạo lớn của Trung Quốc, theo các quan chức. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính là hơn 4 tỷ nhân dân tệ, rơi vào khoảng 600 triệu đô la Mỹ. Cuối tháng trước, lũ lụt và lở đất đã khiến 8 người ở tỉnh Phúc Kiến ven biển đã không qua khỏi, 5 người ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam và 2 chị em bị lũ cuốn trôi ở tỉnh Quảng Tây. Lũ lụt vào mùa hè là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là ở các khu vực nông nghiệp, đông dân cư dọc theo sông Dương Tử và các phụ lưu. Nhưng các nhà khoa học đã cảnh báo thảm họa sẽ còn tồi tệ hơn theo từng năm do biến đổi khí hậu đang khuếch đại thiên tai. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC, hiện tượng ấm lên toàn cầu đã làm cho các trận mưa cực đoan trở nên dữ dội hơn ở khu vực phía đông của châu Á, bao gồm miền Nam Trung Quốc. Cường độ và tần suất của các trận mưa cực đoan lại tiếp tục tác động ngược, làm trái đất ấm lên nhiều hơn. Số lượng xoáy thuận nhiệt đới mạnh cũng tăng lên tại các vùng khác của Trung Quốc như Hà Nam. Theo truyền thống, không phải là khu vực thường xuyên thuộc đối mặt với lũ lụt, đã chứng kiến trận mưa ngàn năm có một tại một số khu vực vào tháng 7 năm 2023. Khi đó, thủ phủ tỉnh Hà Nam là thành phố Trịnh Châu chiếm phần lớn số người tử vong. Các quan chức thành phố này đã không để ý đến cảnh báo đỏ liên tiếp về mưa xối xả, không ngừng kịp thời nhiều hoạt động thường ngày. Nước lũ tràn vào các đường hầm và các hệ thống tàu điện ngầm của thành phố, khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt và hạn 12 người đã, trong số đó đã bị thiệt mạng trước mùa lũ năm nay. Chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo một số lượng lớn các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, những trận mưa lớn có khả năng sẽ tấn công khu vực phía Nam và Tây Nam của đất nước này, cũng như miền Nam Tây Tạng. Cơn bão mang tên quốc tế Talim đang mạnh dần lên và dự kiến sẽ đổ bộ vào các vùng ven biển khu vực phía đông đảo Hải Nam hoặc phía tây Quảng Đông của Trung Quốc. Từ tối ngày thứ hai đến ngày thứ ba tới, trong ngày hôm qua, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với bão và lũ lụt ở các tỉnh miền Nam của nước này, gồm Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt gồm 4 cấp độ, trong đó cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Chính quyền địa phương đã được khuyến cáo tăng cường giám sát công tác phòng chống thiên tai, đồng thời kêu gọi người dân cũng như tàu thuyền quay về bến cảng hoặc là tìm nơi tránh trú an toàn. Bộ Tài nguyên nước của nước này cũng kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ 4 đối với rủi ro lũ lụt ở 6 tỉnh miền Nam do bão dự kiến sẽ gây mưa to và lũ lụt. Bộ này cũng đã cử 2 đội công tác đến khu vực ở Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam để hỗ trợ phòng chống thiên tai tại địa phương. Kể từ tháng 6 đến nay, Trung Quốc đã phải vật lộn với hàng loạt thảm họa thời tiết khắc nghiệt. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin 17 người đã thiệt mạng và 30 người khác mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ở tỉnh Thanh Hải, miền Tây nước này. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, những trận mưa lớn và đột ngột chút xuống huyện Đại Thông với dân số 403.368 người thuộc tỉnh Thanh Hải. Trận mưa bắt đầu vào cuối ngày 17 tháng 7 và lở đất. Trận lở đất khiến một dòng sông thay đổi. Dòng lũ quét đã ảnh hưởng đến một khu vực của hơn 4.800 dân và hơn 1.100 ngôi nhà. Chính quyền địa phương đã cử một đội cứu hộ gồm hơn 1.000 người và hơn 110 phương tiện đến cứu trợ thiên tai. Trong mùa hè này, Trung Quốc đang phải đối mặt với hàng loạt thảm họa lũ lụt. Ngoài ra, nước này cũng phải vật lộn với nắng nóng khắc nghiệt và hạn hán ở nhiều khu vực của đất nước. Truyền thông nhà nước đã mô tả đây là đợt nắng nóng và hạn hán tồi tệ nhất trong 60 năm. Sông Trường Giang và sông lớn nhất Trung Quốc và hai hồ nước ngọt lớn nhất nước này cũng ghi nhận mực nước thấp nhất trong 6 thập kỷ. Hôm 16 tháng 7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ban hành cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao cho 8 tỉnh
Đây là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết của nước này. Không chỉ ở Trung Quốc, thời gian vừa qua, thế giới đã chứng kiến những trận mưa lũ kỷ lục ở Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh. Dường như biến đổi khí hậu đang ngày càng hiện hữu rõ ở mọi nơi trên thế giới, tác động tới mọi hoạt động tự nhiên và con người. Mong rằng chính phủ Trung Quốc sẽ có những biện pháp ứng phó thích hợp và sớm khắc phục được hậu quả nặng nề của thiên tai. Thưa quý vị, theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, cơn mưa dữ dội đầu tiên trong mùa hè trút xuống lượng mưa tới 453mm xuống thành phố Bắc Hải thuộc tỉnh Quảng Tây từ vài hôm qua. Nhiều ô tô ngập trong nước trên đường phố ở Bắc Hải. Các tòa nhà cũng bị ngập lụt và lực lượng cứu hộ đã khẩn trương sơ tán cư dân. Thành phố Ngọc Lâm gần đó đã ghi nhận 35 giờ mưa liên tục tính từ 7 giờ sáng ngày hôm nay. Hiện chưa có thống kê về thiệt hại. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo trong những ngày tới, mưa sẽ tiếp diễn tại khu vực này và nhiều khả năng dông bão cũng sẽ hoành hành ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Lũ lụt ở khu vực Tây Nam Trung Quốc đã khiến hàng nghìn người phải di dời sau những ngày mưa lớn, và số lượng người dân phải đi sơ tán dự kiến sẽ còn tăng lên. Theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, từ ngày 19 tháng 7, trên khắp tỉnh Tứ Xuyên, mưa bão đã khiến mực nước ở 14 con sông dâng cao, ảnh hưởng đến 120.000 cư dân và gây thiệt hại ước tính 176 triệu nhân dân tệ, khoảng 27 triệu USD tại thành phố Đạt Châu ở phía bắc tỉnh Tứ Xuyên. Chính quyền địa phương đã di dời hơn 4.600 dân do lũ lụt và lở đất, đồng thời kích hoạt mức cảnh báo cao nhất khi mưa lớn diễn ra ở nhiều hơn. Trung Quốc đã cảnh báo cao độ kể từ trận lũ lụt nghiêm trọng đổ vào khu vực trong năm nay. Nhiều cuộc diễn tập ứng phó lũ lụt và cứu hộ được thực hiện trước mùa mưa bão vào tháng 5. Năm nay, Trung Quốc đã chứng kiến trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, ảnh hưởng đến hàng chục triệu người ở hàng chục tỉnh và dẫn đến thiệt hại kinh tế ít nhất 86 tỷ nhân dân tệ. Các nhà chức trách nước này đã cảnh báo rằng lượng mưa năm nay có thể cao hơn lượng mưa năm 2022. Trước đó, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã đưa ra khuyến nghị về các nỗ lực phòng chống lũ lụt và cảnh báo người dân cần chuẩn bị cho việc mưa lớn có thể kéo dài đến hết tháng 8. Lực lượng cứu hỏa đã được điều động trên khắp Trung Quốc để thực hiện hàng loạt sơ tán, giải cứu người dân và đưa họ đến nơi an toàn. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, sông Hoàng Hà hiện đang ở thời kỳ kiểm soát lũ quan trọng. Tại khu vực lưu vực sông, tổng lượng mưa cao hơn từ 25-50% so với mức trung bình hàng năm. Hai con đường chính từ Ba Trung đến quận Tống Giang đã bị ngập trong ngày 24 tháng 7, làm hư hại hàng trăm ngôi nhà, cửa hàng và chợ. Tờ Nhật báo Tứ Xuyên đã đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội Weibo cho thấy các tàu thuyền và xuồng cao tốc lao xuống thác nước gần một trạm thủy điện ở Ba Trung và bị cuốn trôi chỉ trong vòng vài giây. Nhật báo Tứ Xuyên cũng đưa tin rằng 71.819 cư dân ở Ba Trung bị ảnh hưởng và tổng cộng trên 800 người đã phải sơ tán vào ngày 24 tháng 7. Dự kiến mưa lớn hơn sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 7. Cơ quan khí tượng Tứ Xuyên cảnh báo mực nước trên sông Quyêu có thể đạt mức nguy hiểm xung quanh khu vực Quảng An. Cơ quan phòng chống lũ lụt và khắc phục hạn hán Trung Quốc vừa đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt. Các đội công tác đã được điều động đến tỉnh Quảng Tây và Phúc Kiến để chỉ đạo và phối hợp cứu hộ cứu trợ. Cơ quan này đã chỉ đạo chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ thời tiết, tăng cường tuần tra các khu vực có nguy cơ, di dời những người tại vùng nguy cơ cao. Lượng mưa vừa đến lớn được dự báo sẽ tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam đến đêm ngày 25 tháng 7. Tại Quảng Tây kéo dài đến ngày 24 tháng 7, khu vực Vịnh Bắc Bộ có nhiều dông lốc và sóng lớn. Tại tỉnh Quảng Tây, hơn 100 thị trấn đã bị ngập nước bởi những trận mưa như chút nước liên tiếp từ 24 đến 36 tiếng. Trong đó, thị trấn Tân Cương, thành phố Bắc Hải ghi nhận lượng mưa kỷ lục hơn 440mm. Tỉnh Quảng Tây cũng đưa ra mức báo động ứng phó cấp 4. Trung Quốc có 4 mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt, với mức cao nhất là mức 1. Như vậy, Trung Quốc đang ứng phó với hai hình thái thời tiết trái ngược nhau: nắng nóng tại miền Trung, miền Bắc, mưa lũ ở miền Nam. Các địa phương phía Nam sẽ vất vả chống chọi với mưa lũ đến sớm, nhưng cũng mang lại lợi ích là mực nước của các hồ thủy điện sẽ dâng cao để đảm bảo chạy các tổ máy thủy điện. Lở đất gây chết người. Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp, ít nhất 1 người chết và 7 người mất tích sau khi một trận lở đất ập xuống một công trường xây dựng đường cao tốc ở tỉnh Hồ Bắc. Số nạn nhân tử vong và mất tích do lở đất nói trên được giới chức địa phương công bố trên mạng xã hội WeChat chiều ngày 19 tháng 7. Theo Reuters, họ cho biết đang cố gắng ngăn chặn các thảm họa khác trong khu vực khi các hoạt động tiếp tục. Trước đó cùng ngày,
Tân Hoa Xã đưa tin một trận lở đất hơn 500.000 mét khối xảy ra tại một ngôi làng trong huyện Ngũ Phong thuộc tỉnh Hồ Bắc vào lúc 16 giờ ngày 19 tháng 7 và tính đến 8 giờ sáng nay có tổng cộng 5 người đã được cứu và còn 9 người khác mất tích. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với thảm họa địa chất và cử tổ công tác đến hiện trường để hướng dẫn xử lý khẩn cấp theo Tân Hoa Xã. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc còn kêu gọi các cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân vụ lở đất. Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc hôm nay đã gia hạn cảnh báo màu cam, mức cảnh báo cao thứ hai về nhiệt độ cao khi một đợt nắng nóng thiêu đốt quét qua những vùng rộng lớn của đất nước này. Theo Tân Hoa Xã, vào ban ngày, nhiệt độ ở các vùng phía Bắc Trung Quốc, miền Nam Trung Quốc, lưu vực Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông và Tân Cương có thể vượt ngưỡng 35 độ C, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc. Tại một số khu vực ở Bắc Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Chiết Giang, Phúc Kiến và Nội Mông, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 40 độ C, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc. Mọi người nên tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian nhiệt độ cao và người lao động nên rút ngắn thời gian tiếp xúc với nhiệt độ cao. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment và share và nhấn vào chuông đăng ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.